엄마 엄마 어 빨리 네 어 야 그거 왜 너 너무 컴퓨터가 우리 말아 야 컴퓨터를 해 어 OK nhá, xong khế rồi. Bây giờ bắt đầu sẽ nhồi khế vào trong lòng. À từ, cho đồng chí gia vị để cho nó. Không 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 sao. Tại vì cái này nhồi trong lòng thêm tí mắm cho thơm. Với cả cái này nó nhiều khế nên chua lắm. Đúng rồi. Không thấy vị mặn đâu mọi người ạ. Ừ. Mà kiểu đến đó. Không. Chua. Mặn lắm. Trong này làm như kiểu cháo lợn. Bẩn lắm, bẩn thế nào. Chứ kiểu là nấu cháo lợn đấy mọi người ạ. Đấy, món là lòng khế gia truyền. Như cái này bây giờ người ta chỉ luộc thôi. Nhưng mà hôm nay nhà mình biến lòng thành dồi luôn rồi mẹ. Dồi nhân là bằng là giải khế. Đó là khế. Lúc cái một đây nha. Ờ, chẳng biết cái một đâu có đâu. Không biết rồi. Đấy. Đây đây. Nào. Cái rồi đâu. Bố nghe. Bố đâu anh? Lấy cái đũa đây. À, dạ. Có nhiều khí lắm. Khả năng là cái chuyện đuối nhỉ. Được. Chuyện nát thôi. Có nhiều lắm anh em ạ. Bóp rồi. Bây giờ lấy máy xay xay nó ra nhỉ. Nóng khuôn luôn. Xay nhựa. Cái này rất chú. Cũng dễ vào rồi anh em ạ. Đấy. Hơi lâu một tí anh em. Nhưng mà được. Lòng khế. Cứ đặt đấy nhá, đặt vào. Nó phải nó nổ to không mọi người. Để khí này. Mọi người có đùi. Làm quả rồi luôn. Đừng ăn luôn. Anh không chỗ hết à? Giá nhuyễn nó ra là dễ xuống rồi anh em ạ. Nhưng mà này nó xuống, xuống kinh lắm anh ạ. Khả năng là sẽ chỉ làm một giây lòng thôi. Tại vì một giây đã không đủ. Không đủ khế rồi. Khá là lâu, mất thời gian. Cái món này là cái món tiết lò của anh em mình thôi nhá mọi người nhá.
Nếu mà không thành công thì thôi, mọi người thông cảm. Anh ơi, thế này cho bạn luộc làm như cái phi ơi được. Ờ. Nhưng mà cái này phải cho là đắng rồi ạ. Là đắng đâu? Không là đúng như cây là đắng với cả hoặc là tôm mật mọi người. Mọi người cho lứa tiếp này vào thành phi ạ. Ôi, trời ơi rồi luôn anh ạ. Rồi. Rồi. Ok anh em nhá. Buộc lại rồi ạ. Giờ cho đi chế biến đâu. Để chảy rồi đi. Như thế. Đấy. Đấy, nó còn được. Đúng là 1/3 của cái bộ lỏng rồi anh em ạ. Rồi, cũng à. Đấy. Nốt. Bạn này nó lỏng lắm anh ơi. Hả? Lòng thì lại buộc cái nút ra mắt đấy nữa. Mình là người có lòng, phải không? Mình rất nhiều lòng luôn. Đấy, dít đông dít đây à. Rồi, ok, đang đi chế biến nha. Còn cái này sẽ để đây, xuống lúc tối xào ăn cơm. Đang đi chế biến nào. Chả lo chất lượng không mọi người. Nhà đi ra sẽ có một cái tên sắt ở đây này. Để đặt củi lên. Đứng than từ dưới cào ra nhưng mà mình chưa làm được cái cây sắt tạm thời thì mới chúng ta thì chỉ nói được nhá. Ok, cho một chút gừng vào để cho nó đỡ tanh lỏng. Wow, bắt đầu sôi rồi mọi người ạ. Chỉ quan tâm bắt đầu to lòng quá nhá. Vâng luôn anh ạ. Thế lòng này chính đang nóng vẫn căng ra luôn. Kinh rồi. Ok luôn. Được rồi. Quay hết khế ra rồi anh em ạ. Khói quá. Quả bếp này của mình chưa ok lắm. Đến luôn. Ui, đứt rồi. Đứt rồi. Sao nó mềm nhũn ra thế? Không biết. Hay là nó nóng quá nó thế anh ạ? Chúng tôi này một căng này, nó ngon lắm này nè. Thứ mà chín rồi anh. Ui, sao nó bị mỏng rồi mọi người ạ? Hình như là thế làm cho nó mỏng ấy. Nhún rồi. Vớt lên nó còn gãy luôn à. Mà này tao vớt từ dưới lên đây mà nó gãy hết rồi mọi người ạ. Chín rồi còn nguôi nữa không nhé. Khói quá. Quả bếp này vẫn chưa ok lắm, ống khói nó không ra được khói, cho nên là khói nó vẫn thoát ra ngoài này. Mai thì sẽ thiết kế lại. Không vớt được cái lỏng ra. Không muốn nguôi đây nhá. Nhún ra không hiểu tại sao nhá. Cái da của lòng mỏng dính luôn. Ui. Nhún luôn này. Bó một van nát viên này. Ui. Ui hay lắm. Anh ơi không nhá. Phải lâu đâu. Ý nó sang kia cho anh xem cái này hay cực. Cầm này. Rồi. Đấy thấy chưa. Thôi đi ra thử trước thử xem nhá. Ok nhá. Em biết tại sao nó thế này rồi anh ạ. Đây nhá. Cái này mà là nó có nhiều khế thì nó nát chứ. Cái này không đủ khế này. Mới đọc có ít khế này. Thấy chưa? Thế thì dai rồi. Thấy chưa? Dai rồi. Tại sao lại rút khế vào mà nó lại nhũn này? Có khế là nó nhũn mọi người ạ. Thấy chưa? Còn cái này không đủ khế. Vẫn dai bình thường luôn. Vậy là mọi người nhá. Mình ăn thử. Xem cái này có giòn không mọi người nhá. Nhớ này nhũn.
mình sẽ thử cái miếng có khế nha. Vẫn dai ngon như bình thường không? Mình sẽ thử miếng nhũ nha. Để em thử nhá. Oh, chua lắm. Ngứa. Không ăn được đâu. Ơi, chua. Thử chuyển cái miếng này xem nào. Chua. Ấy, ít khế này nhá. Ít khế với cả nó có nhiều bột đấy, ăn ngon nhỉ. À, đi đi. Đây là cái ít khế này. Đấy, cái này lại dai, dai thế nhỉ. Ít khế. Sau cái kia nhúng nữa. Đây. Khó gì đó. Cái chỗ này này, cái chỗ này nó nhiều, đây đây. Đây, nhiều bột. Pịa, pịa. Chỗ đấy là đỉnh cao của ẩm thực ấy. Pịa. Muối nè, mời mọi người nha. Quá. Rất là ngon cực. Ôi. Nấu cái khế. Đáng nghĩa là đáng ngon rồi. Nấu canh khế rồi, nước khế nó ngấm bên ngoài mọi người ạ. Ừ. Thì chắc ngon luôn. Ý. Nè. Cái lòng nó có cái gì nhỉ? Như kiểu cám ấy. Cám. Nhưng không phải, đấy là cái bột. Bột củ khế ở trong dịch dạ dày, dịch lòng. Rồi. Đã ngon. Còn là lại cái được cái này. Anh ơi. Rồi anh quả này. Quả tắt nút này. Rồi. Có cả là khế, có cả bột. Ăn khả năng là phê đấy.